Kính chào quý khán giả của Sống An Lạc. Thưa quý vị, suốt nhiều năm liền, tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản luôn đứng nhất nhì thế giới. Tỷ lệ người dân xứ Phù Tang mắc các bệnh mãn tính cũng ở mức rất thấp. Theo một số liệu thống kê vào năm 2017, tại Nhật Bản, tỷ lệ chết do đột quỵ chỉ đứng thứ 157, chứng Alzheimer và suy giảm trí nhớ xếp thứ 158 trên tổng số 183 quốc gia, gần như chót bảng tử thần. Chỉ ngần ấy con số thôi thì cũng đã xứng đáng để chúng ta bày tỏ lòng ngưỡng mộ với sức khỏe và tuổi thọ của người dân ở nước Nhật Bản. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ một vị danh y Nhật Bản nổi tiếng và lành nghề. Ông sống thọ 105 tuổi, cặm cụi với nghề lang y đến tận những ngày tháng cuối đời và đã để lại cho hậu thế những nguyên tắc sống thọ đơn giản mà vô cùng quý giá. Bác sĩ, tiến sĩ Nhật Bản Shigeki Hinohara, một trong những bác sĩ hành nghề lâu năm nhất thế giới. Từ năm 1941, tiến sĩ Shigeki Hinohara bắt đầu chữa bệnh tại một bệnh viện quốc tế và giảng dạy tại một trường cao đẳng y tế ở Tokyo. Là người đặt nền móng cho nền y học Nhật Bản sau giai đoạn ảnh hưởng bởi Thế chiến thứ hai, ông chú trọng nhiều liệu pháp chữa trị không dùng thuốc và thực hành các lối sống lành mạnh. Khi bước sang tuổi 75, ông đã xuất bản khoảng 150 cuốn sách, trong đó phải nhắc tới cuốn sách có tựa đề Sống Thọ, được bán hơn 1,2 triệu bản trên toàn thế giới. Sau khi đón sinh nhật lần thứ 100, ông vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Ông có thể dành 18 tiếng một ngày và 7 ngày trên một tuần để điều trị cho bệnh nhân. Ở độ tuổi xưa nay hiếm, bác sĩ Hinohara luôn duy trì một lối sống và chế độ ăn uống lành mạnh. Nhờ có công sức của ông, Nhật Bản đã vươn lên đứng đầu thế giới về tuổi thọ. Trước khi qua đời vào ngày 18 tháng 7 năm 2017, tiến sĩ Shigeki Hinohara đã chia sẻ với báo chí về những thói quen ăn uống và sinh hoạt để sống vui, sống khỏe. Với tất cả mọi người, di sản ông để lại sẽ vẫn mãi trường tồn theo thời gian. Dưới đây là những đúc kết, lời khuyên sức khỏe và những tư tưởng tràn đầy cảm hứng về cuộc sống của bác sĩ Shigeki Hinohara bạn có thể áp dụng cho bản thân mình. Thứ nhất, vui vẻ, hài hước sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực. Theo bác sĩ, nguồn năng lượng đến từ sự vui vẻ, hạnh phúc lớn hơn rất nhiều so với năng lượng đến từ thực phẩm hay từ giấc ngủ của chúng ta. Ông nói, chúng ta thỉnh thoảng có thể ăn không đúng bữa, ngủ không đúng giờ, nhưng chúng ta nhất định phải luôn luôn tìm thấy một niềm vui trong cuộc sống. Dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, mọi người đều cần có một thái độ sống rõ ràng, dồn hết thời gian và tâm trí cho những việc quan trọng để có thêm động lực trong cuộc sống. Thứ hai, giữ cân nặng ổn định. Bác sĩ Hinohara luôn căn dặn bệnh nhân của mình chú ý đến cân nặng, không nên để thừa cân và cân bằng trong việc ăn uống. Ông chia sẻ, không có ai có thể thọ khi cơ thể của họ bị thừa cân. Bản thân tôi luôn cố gắng duy trì cân nặng ở mức 60 cân bằng một chế độ ăn uống lành mạnh và tăng cường vận động. Ông có những nguyên tắc trong ăn uống, không ăn no quá 8 phần, không ăn quá nhiều đồ ngọt, nếu bữa nay ăn nhiều hơn, thì bữa sau ăn ít đi một chút. Thực đơn một ngày của ông rất thanh đạm. Bữa sáng ông dùng một cốc nước trái cây trộn với một thìa dầu ô liu, một cốc sữa đậu nành, một quả chuối, thỉnh thoảng dùng thêm một cốc cà phê. Bữa trưa, ông có thói quen ăn rất ít vào buổi trưa, chỉ vài miếng bánh quy và một cốc sữa tươi. Thực đơn tối của ông thì phong phú và bổ dưỡng hơn với những món ăn làm từ cá và rau củ thay đổi luân phiên. Trong một tuần, ông sẽ ăn hai bữa thịt bò không dầu mỡ vào buổi tối. Ông đặc biệt ưa thích rau diếp và cải xanh. Bên cạnh việc ăn uống lành mạnh, ông còn rất chăm chỉ tập luyện thể thao vào buổi sáng và buổi chiều, kiên trì chạy bộ và thường xuyên không sử dụng thang máy. Thứ ba, ông quan niệm rằng bác sĩ không thể cứu được tất cả mọi người. Hãy tự quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình để nhận thấy từng thay đổi trong cơ thể mình dù là nhỏ nhất. Các bác sĩ không thể hiểu rõ cơ thể của chúng ta hơn chính bản thân chúng ta. Và đôi khi, cách điều trị của họ có thể gây ra các đau đớn không cần thiết cho bệnh nhân. Mỗi người có một thể trạng khác nhau, không thể áp dụng máy móc, chế độ sinh hoạt,
ăn uống của người khác cho bản thân mà bạn cần phải tự tìm kiếm một phương thức phù hợp với thói quen và tình trạng sức khỏe của mình. Bác sĩ Hirohara cũng khuyên con người không nên quá sợ hãi khi đối diện với việc cơ thể ngày càng già đi, cái chết đang đến gần, mà thay vào đó, chúng ta cần phải nuôi dưỡng tinh thần sống lạc quan, sống cho đến ngày cuối cùng, trân trọng từng ngày được sống. Thứ tư, đừng quan tâm tuổi tác, hãy học những điều mới. Bác sĩ Hinohara có quan niệm rằng, luôn làm mới mình mới khiến bản thân không già nua. Ông bắt kịp xu hướng mới rất nhanh trong thời đại công nghệ và thường xuyên đăng tải những bài viết trên trang cá nhân và blog của mình. Ông luôn cổ vũ những người cao tuổi học hỏi những điều mới mẻ, khuyến khích tinh thần ham học hỏi ở tất cả mọi người. Ở tuổi 88, ông đã trở thành một nhà biên kịch sau khi chuyển thể một cuốn sách hay mà ông đã đọc thành một vở nhạc kịch. Không dừng lại ở đó, ông còn tiếp tục học vẽ tranh, chỉ huy dàn nhạc và các kiến thức khác nhau ở tuổi ngoài 100. Sự nhiệt huyết trong cuộc sống, luôn muốn thử nghiệm những thứ mới mẻ khiến cho bác sĩ Shigeki Hinohara lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh và trường thọ. Nhìn vào những điều quý giá mà tiến sĩ, bác sĩ Hinohara để lại, chắc hẳn không ít người sẽ cảm thấy rằng bí quyết sống thọ, bách niên dài lão tưởng chừng khó khăn, thế nhưng thực ra lại đơn giản, thuần khiết đến như thế. Chỉ đơn giản là những việc chúng ta vẫn làm hàng ngày, nhưng biết làm đúng cách, đúng thời điểm thì nó sẽ trở thành chìa khóa vàng cho sức khỏe của con người. Và thêm một bí quyết sống thọ cũng xuất xứ từ Nhật Bản mà chúng tôi sắp chia sẻ tới quý vị sau đây, chắc chắn sẽ khiến cho quý vị thích thú và tò mò nhiều hơn nữa bởi nó độc đáo ngay từ cái tên gọi, bí quyết tắm rừng. Hãy cùng theo dõi chương trình để tìm hiểu kỹ hơn về bí quyết này nhé. Tắm rừng, bí quyết sống thọ của người Nhật Bản. Liệu pháp này xuất hiện đầu tiên vào những năm 1980 tại Nhật Bản. Đây là một liệu pháp hỗ trợ sức khỏe thông qua việc đắm mình trong rừng cây hay các môi trường thiên nhiên khác. Tắm rừng nhanh chóng trở nên phổ biến và sớm được đưa vào chương trình sức khỏe cộng đồng tại đất nước mặt trời mọc, một quốc gia vốn có nhiều điều kiện để tiếp cận thiên nhiên khi rừng chiếm đến 67% diện tích. Chính phủ Nhật Bản công nhận một số khu rừng là cơ sở cho liệu pháp tắm rừng và có kế hoạch chỉ định thêm 50 cơ sở nữa trong vòng 10 năm. Hơn nữa, người Nhật vốn rất yêu thiên nhiên, cây cỏ, các hoạt động trong đời sống của người Nhật trước đó cũng đều gắn liền với rừng, chẳng hạn như picnic ngắm hoa anh đào nở hàng năm. Liệu pháp tắm rừng khá đơn giản, chỉ cần ở giữa những hàng cây, không cần đi bộ đường dài, cũng không cần phải đếm đã đi được bao nhiêu bước. Bạn có thể ngồi yên hoặc đi dạo, bởi vì điều quan trọng nhất là thư giãn chứ không phải hoàn thành bất cứ một mục tiêu nào cả. Thứ nhất, đi bộ trong rừng giúp phòng chống ung thư. Từ năm 2004 đến năm 2012, Nhật Bản đã chi khoảng 4 triệu USD để nghiên cứu các ảnh hưởng về sinh lý và tâm lý của liệu pháp tắm rừng đối với sức khỏe con người. Giáo sư Quinh Lee, trường y khoa Nippon ở Tokyo đã đo hoạt động của những tế bào sát thủ tự nhiên NK trong hệ miễn dịch trước và sau khi tiếp xúc với rừng. Tế bào sát thủ là một loại tế bào lympho thực hiện công việc quan trọng của hệ miễn dịch là phát hiện và phá hủy các tế bào khối u và vi khuẩn, virus trước khi chúng sinh sản và phát tán, qua đó bảo vệ cơ thể không bị các bệnh mãn tính và thoái hóa cũng như các khối u. Trong một thí nghiệm vào năm 2006 và 2007, các đối tượng nghiên cứu của giáo sư Lee cho thấy sự gia tăng đáng kể trong hoạt động của tế bào NK một tuần sau chuyến thăm rừng và những ảnh hưởng tích cực kéo dài một thời gian sau đó. Nguyên nhân là do thực vật và cây cối tiết ra một hợp chất gọi là chất thơm. Khi được hít vào, hợp chất thơm này có thể thúc đẩy các thay đổi về sinh học và sức khỏe theo cách thức tương tự liệu pháp mùi hương. Không khí trong rừng không chỉ có cảm giác trong lành và tốt hơn, mà trên thực tế, nó có chứa một hoạt chất có khả năng tăng cường chức năng hệ miễn dịch. Thứ hai, tắm rừng giúp giải tỏa căng thẳng, giảm huyết áp, ổn định nhịp tim. Theo những cuộc thử nghiệm khác của Trung tâm Môi trường, Sức khỏe và Khoa học Thực địa thuộc Đại học Chiba, Nhật Bản,
thì môi trường rừng dẫn đến nồng độ cortisol, một loại chất sinh ra khi bị căng thẳng sẽ thấp hơn, làm chậm nhịp tim, hạ huyết áp, hoạt động của thần kinh giao cảm và đối giao cảm tốt hơn so với môi trường thành thị. Một chuyên gia về liệu pháp rừng cây tại Đại học Chiba, Nhật Bản đã khám phá ra rằng những người dành khoảng 40 phút đi bộ trong một khu rừng tuyết tùng có nồng độ hormone gây stress cortisol thấp hơn so với khi họ dành 40 phút đi bộ trong phòng thí nghiệm. Chính mùi hương của cây cối, thanh âm của con suối và những cảm giác từ ánh nắng mặt trời thông qua những tán lá cây đã có tác dụng trấn an, xoa dịu căng thẳng hiệu quả, mang đến cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng. Nói một cách khác, được đắm mình trong thiên nhiên sẽ khiến cho các đối tượng nghiên cứu ít bị kích động hơn về mặt sinh lý. Họ cảm thấy thoải mái, thư giãn hơn và khó bị căng thẳng hơn sau khi tắm rừng. Thứ ba, khi tiếp xúc với thiên nhiên, cơ thể chúng ta trở lại trạng thái cân bằng vốn có. Một nghiên cứu về ảnh hưởng tâm trạng của tắm rừng cho thấy những người tham gia nghiên cứu giảm đáng kể hành vi thù địch và sự trầm cảm, đồng thời tăng sự năng nổ, hoạt bát sau khi được tiếp xúc với cây cối. Những người dân thành phố có thể hưởng lợi từ tác dụng của cây cối chỉ với một lần đi tới công viên. Việc tiếp xúc ngắn với cây xanh trong môi trường đô thị có thể làm giảm mức độ căng thẳng và những chuyên gia đã gợi ý một liều lượng thiên nhiên nhất định như là một phần trong việc điều trị các rối loạn tập trung của trẻ em. Chúng ta không cần phải tiếp xúc quá nhiều với thiên nhiên thì mới nhận được những ích lợi từ thiên nhiên. Thế nhưng việc tiếp xúc thường xuyên sẽ giúp cải thiện chức năng hệ miễn dịch và trạng thái tinh thần. Thứ tư, bí quyết của liệu pháp tắm rừng. Tắm rừng chính là một dạng thiền, chú trọng đến tâm thái. Tắm rừng không chỉ đem đến không khí trong lành, đem đến những hợp chất giúp tăng cường miễn dịch, mà liệu pháp này còn mang theo âm hưởng từ trí tuệ sâu sắc của cổ nhân. Sở dĩ các nhà khoa học gọi đây là liệu pháp tắm rừng mà không phải là ngắm rừng là bởi lẽ trọng tâm của liệu pháp này chính là một dạng thiền, chú trọng đến tâm thái. Ngắm rừng, thưởng ngoạn cũng là một cách để xả bỏ căng thẳng, nhưng đơn thuần là thông qua sự thỏa mãn về mặt thị giác. Tiến xa hơn, tắm rừng yêu cầu toàn bộ các giác quan, toàn bộ mọi suy nghĩ đều đắm mình trong bản tính của thiên nhiên chân thật vô tư. Bạn thử nghĩ mà xem, bản tính thiên nhiên vốn chân thật, vô tư lại trái ngược hoàn toàn với những đấu tranh, ân oán tình thù trong thế gian. Chỉ có buông bỏ mọi toan tính, tranh giành, mong cầu trong xã hội thì bạn mới thực sự được đắm chìm vào thiên nhiên thuần tịnh, bất giác thấy mình hòa làm một với bản tính của tự nhiên, cảm nhận được sự tĩnh lặng và thanh tịnh trong tâm hồn. Những căng thẳng, lo toan sẽ dần nhạt nhòa và thay vào đó là ánh nắng chan hòa không mưu tính, là tiếng chim hót tô điểm cho thế gian chẳng cầu báo đáp, là tiếng suối róc rách trong veo, là những chiếc lá đu đưa trong gió chẳng tranh giành. Vạn sự, vạn vật đều cùng tấu chung một điệu hòa ái để tạo nên một môi trường sống thật hoàn hảo cho nhau. Trái ngược với cuộc sống bon chen, xô bồ ngoài kia, thiên nhiên thật chân thành, mãi ở đó khoe sắc, nâng đỡ con người mà chẳng mong cầu điều chi. Đứng trước thiên nhiên, lớp vỏ bọc hình thành trong xã hội phút chốc tan rã, để cho bạn thấy được sự bình yên thật sự trong tâm hồn, thấy được bản ngã ngây thơ và chân thật của chính mình. Bạn sẽ không còn phải gồng mình, không phải lẩn trốn trong chiếc vỏ bọc để chống đỡ với những mưu toan ngoài xã hội phức tạp. Tắm rừng để buông bỏ tâm phiền não trong cuộc sống xô bồ. Tắm rừng thực chất là mượn không gian thiên nhiên để buông bỏ những tâm phiền não trong cuộc sống xô bồ. Cuối cùng, hòa mình trong bản tính của tự nhiên. Lão Tử đã từng giảng, người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Đạo gia giảng phản bồn quy chân để được trường sinh cũng có nghĩa là buông bỏ đi lớp vỏ bọc hình thành trong xã hội để quay trở về với bản tính tự nhiên, thuần chân. Trong phép dưỡng sinh của y học cổ truyền, dưỡng tâm được đặt lên hàng đầu. Nếu như bạn quả thực đắm mình trong thiên nhiên, tâm tự nhiên sẽ thanh tịnh, bách bệnh khó mà sinh ra được. Ngoài Nhật Bản,
tắm rừng cũng ngày càng phổ biến ở một số quốc gia khác như Hàn Quốc, Đài Loan, Phần Lan, Trung Quốc và Mỹ. Ngoài việc đi dạo, thả mình trong thiên nhiên, du khách và người dân địa phương còn có thể được cung cấp các dịch vụ được tích hợp với tắm rừng như khách sạn và spa với suối nước nóng. Những bí quyết sống thọ của người dân đất nước mặt trời mọc ngày nay không chỉ dừng lại ở phạm vi đất nước họ mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho người dân nhiều quốc gia khác. Một tấm gương sáng điển hình về truyền thống tuổi trường thọ cùng vô vàn những bí quyết cao quý. Chúng ta còn băn khoăn điều gì mà không noi gương và học tập phải không nào? Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Hãy đăng ký kênh YouTube của Sống An Lạc và đón xem những video mới nhất để ủng hộ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!